Mời mọi người ăn khoai tây nóng hổi nha, chấm bột canh. Trong lúc đợi khoai tây nó nguội nguội đi một tí thì gọt quả cam ăn cho đỡ buồn. Khoai tây giờ đang nóng hổi lắm, vừa ăn nướng xong. Giờ cái gì tiện cứ vớt ở nồi chiên không dầu là xong. Ok mình. Giờ cái gì cũng tiện vớt ở nồi chiên không dầu là xong. Hết giờ suốt hết giờ mặc áo khoác mà có mic thu âm chắc như không. Ôi dồi, thắc vậy, ôi dồi, ngáp quá trời quá đất. Đấy, dậy đấy. Này còn ăn uống gì nữa? Quả cam nó bé nhưng mà nó rất mọng. Mở mắt to mà. Nóng thế. Quá nóng quá. Khoai nướng này tất nhiên phải nóng rồi. Bà tôi luôn nóng hổi.
không thấp, cứ toàn rậy xong lại ngủ, ngủ lại rậy. Nó cứ mở mắt xong lại nhắm mắt lại. Chịu lắm rồi đấy.
đang nằm chơi. Nó ưa nẹo kinh khủng. Thank you.
rơi cả tất à. Đẹp rơi hết hai tất rồi. Đang tìm mẹ. Mấy người này đạp rơi cả hai tất rồi. Ôi trời ơi. Thế rơi hai tất rồi chưa mọi người? Đạp rơi cả hai tất rồi. Đấy, đạp rơi hết hai tất rồi đấy. Quá kinh khủng không? Đạp khỏe rơi cả hai tất rồi. Thằng này là chuyên ra rơi hai tất. Vẫn chưa phát hiện ra mẹ ở đâu. Mọi người nhìn thấy nó rơi hai tất rồi chưa? Nhìn thấy mẹ rồi, nhưng chưa đòi mẹ. Chắc vẫn chưa biết mẹ đang ở đây. Nhìn thấy lệ vậy. Nhiều quá, ăn nhiều đồ ăn. Một quả táo tàu, một quả cam, một gói bánh quy, một ít mứt dừa, hàng hơn cân khoai tây. Đảm bảo là cái chỗ đấy phải hơn cân khoai tây. Đạp tung hết cả chăn ra rồi. Thằng này ghê gớm lắm. Đạp rơi cả tất rồi. Hồi gần nó đã. Đây cho mọi người nhìn chân dung à. Đây nào đây. Ôi, cái đứa nào mà đạp tung cả tất ra thế này hả? Đứa nào? Ôi trời ơi. Đứa nào đây? Đứa nào mà đạp tung cả tất ra đây hả? Có phải là cái thằng thóc đẹp dai bú tí giận nào không? Có phải không? À? Quá trời quá đất luôn.
Gì mà ghê thế? Trời ơi. Con nằm vui lên nào. Rồi mẹ lấy cho cái đẹp trai ơi. Có người yêu chưa? À, ngày đẹp trai này là chắc có người yêu rồi. Thì con trai mẹ mà có người yêu rồi. Đúng không? Nào có yêu mẹ không? À, nào có yêu mẹ không? Hay yêu đứa nào? Chết dở rồi. Nuôi là thế. Nhưng đến lúc nó có vợ nó là nó quên mình luôn ấy. Nó giận hờn mình luôn ấy, cái thằng này ghê lắm. Chân đẹp thế nhỉ, cho cắn miếng nhá. Cho cắn miếng nhá. Tiềm quá. Trời ơi, miếng thịt gì mà ngon thế? Ăn ngon hơn cả khoai luôn. Nằm vui đây nào. Đâu cho cái chân vào đây. Tất hình như em ướt rồi. Ướt đâu nhỉ? Không cảm nhận được nữa rồi. Tôi già tôi sắp chết đến nơi rồi, không cảm nhận được tất nữa rồi. Lấy cho đôi tất mới nhá, đẹp trai nhá. Đôi tất mới đây. Tất mới đẹp trai như kiểu lôm Lê Minh Hô vì hai hà 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 nè abi hai hai cá mập con đu 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 cá mập con đu 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 cá mập con đu 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 cá mập con. Thế này đây nhìn mẹ. Nào. Ngồi đây đúng như thằng đàn ông nào. Đàn ông. Đây, cho mọi người nhìn đàn ông đẹp trai này. Ngồi đây. Ngồi, ngồi hẳn xuống rồi. Đẹp trai chưa? Quá đẹp trai chưa? Nay là em được 3 tháng 1 ngày tuổi em nhỉ? Em nằm đây chơi nhá. Em có yêu chị không? Chắc chắn thế. Chắc chắn có đùi to chân ngắn là chứng tỏ vợ anh. Anh làm sao anh làm sao, anh ho gì đấy? Yêu em nên ho à? Ừ. Cái gì? Nói gì? Chửi mẹ. Con ra cái lứa mà chửi mẹ. Chết rồi. Con mà chửi mẹ này thì thôi rồi. Mùi tất thơm thơm. Ừ, mùi tất thơm thơm của em. Mr. Tóc. Chừa chân nhé. Chừa
chừa chân, chừa chân, chừa chân. Na 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 na. Em ơi, rồi tóc đẹp dài thế. Quá trời luôn. Úi dồi ôi, đẹp trai nó vừa vừa thôi không ấy. Người ta yêu nhau mà hết trang này. Ở nhà mẹ thôi, không có yêu mấy cái con. Con yêu yêu nhá. Suốt ngày phun nước bọt ra thôi. Có phải có người yêu được không? Có phải có người yêu không? Đưa đây đánh nhá. Chùa này. Có người yêu không yêu mẹ này? Phải yêu mẹ nhá. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Con yêu mẹ. Có thương mẹ. À, thằng này chẳng nhớ gì rồi. Thế thì thôi, chỉ yêu cái mi thôi. Đưa cái mông lên xem. Chừa, chừa, chừa này. Không yêu mẹ này. Quay mông ra đây. Chừa, chừa, chừa này. Hư này. Mẹ toàn cậy là mẹ phải đánh con thôi nhỉ. Không biết cái gì đâu. Mà cứ đánh con là chết sở ấy thôi. Đừng mà kiểu thế nhá. Đâu đưa đi chơi rồi. À, ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh. Chừa cái mông lần nữa nè. Hư này, hư này. Mông to này, chân to, đùi to này. Em là bao nhiêu cân rồi nhỉ? 7 cân rưỡi. Quá là dữ dội rồi. Em có người yêu chưa? Em phản đối tôi à? Không thích cho họ đặt câu hỏi với em à? Được rồi, tôi không nói chuyện với em nữa. Shit. Shit. Cứ mỗi lần ship ra là thế. Bà bôi nói ít thôi à? Bà nói nhiều tôi hát xì à?